Hay là mũi tên Út Hờn, mũi tên Út Hờn, mũi tên Út Hờn, mũi tên Út Hờn Lê Vũ Lâm. Bây giờ thấy mình hay ra dẻ quá đó trời. À, trời ơi. Quá trời. Ui trời, bu đê quá. Sợ sơ hở là bê đê, sơ hở là bê đê. Quý vị, ngày hôm nay hai chị em đã có mặt ở đây. Ngày hôm nay hai anh em chúng tôi đã có mặt tại đây. Vô anh. Vô. Vô. Thẳng quá. Xui nha, gãi giò em rồi. Nhỏ đi. Tự nhiên kêu nó leo ban công. Quang là màu trắng mày ơi. Cái này người ta có điểm nhấn con điên này. Dì chuyền nói dây chuyền thì giả nó nha. Đeo ra tèn nha, có ngứa. À, cái áo, áo cam của anh nè. À. Áo tím của anh, áo vàng của anh, áo xanh của anh luôn. Đúng rồi. Vũ đồ này ta chuẩn bị đồ. Mà vũ đoàn ham lừa. Quá trời, tôi xin ra giấu tên vũ đoàn là vũ đoàn VO nha. Rồi, tao tưởng hả ca sĩ nhỏ đầu bếp. Không sao mày, sao mày cứ nhảy lan can nhảy lầu. Các bạn fan ơi, các bạn fan ơi, hãy hỗ trợ anh với. Các bạn ơi, 4 giờ sáng mình gặp nha. Còn 4 người đi. Chỗ có nào mà đang nhảy nguyên tấm bê tông đất ngay đầu không? Thôi em được cứ nhỏ này nhảy lầu bê tông đất, không sợ lắm gì đâu. Là bữa anh xém đi đó cái đầu. Trời ơi. Rồi đó coi. Nó chạy mà diễn này em quay cái mặt nè, một cái sợi điện, một cái xèo, cái nó xước qua trên đầu một cái. Thì đó, bây giờ là gắn cái phím trên đây đó là mất biết cho đầu đó. Không biết ngu. Cầu gì đó, cái cầu gì ạ? Cầu được thấy. Cầu 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 hồn, cầu giông, cầu mưa gì cũng được. Dướng cái đầu nữa, sơ hở là chết, sơ hở là chết nhà con này nha. Con thứ 4 số tử là mất mạng rồi. Là mình ủi rồi quá. Nhỏ này, sơ hở là quay diễn để chết, con này thiệt á. 4 con nha. Không, cái này là coi như bỏ đi, đừng có nói cái điểm này sợ nha. Thật ra là 5 người nữ. Nó đó. Tệ. Chê. Hay quá, hay quá, tài năng quá, tài năng quá. Trời ơi. Cứu rồi, cứu rồi. Anh nhét cái mũi tên này vô đâu? Vô đít. Cái này nó sóc vào đít. À. Nó sóc nhẹ vào cái xương khu. Xương khu chứ. Em muốn làm cái không? Không. Sơ hở là bóng. Ơi. Anh là phải làm bên gì? Đất đai gọi là cái gì đó, công chứng. Ban đầu là quay cái cảnh xuống nó bị nhạy cảm lắm. À. Cái gì nè. Nó bị kỳ. Nó bị kỳ là mình phải đưa lên. Còn mình cúi xuống vậy nó bị nhạy cảm. Bị nhạy cảm. Không biết cái ly. Làm. Không có bú cái ly. Làm. Không có bú cái ly. Có bút cái tờ giấy. Trời đất ơi, cái này qua bệnh viện tâm thần xin 20 ngàn thôi. Dù nhiều khi mà ở trong bệnh viện, người ta ra bệnh viện, người ta sẽ bỏ lại cái bộ đồ cũ. Đúng rồi. Đúng không? Thì qua xin... bệnh xin 15-20 ngàn. Mất dễ. Ba lớp mồ hôi này, mồ hôi nhiều nha. Trời ơi mà nó ra liên tục. Mà không biết có mùi nách hay không. Nếu anh đạp mặt thì em mùi nách thì anh bỏ qua giùm chị, em thương em. Trời ơi, tại con người mà sơ hở là nước nách chảy ra thôi. Muốn mình muốn giảm cân là phải quay 2 ngày liên tục. Đúng rồi. Tại người ta bào mình quá đó. Đúng rồi. Mà mình xin một ít tiền thêm. Không cho. Không cho. Chửi trên đầu mình. Trời, đang làm đây mà nấu cái kia. Nấu rồi cái hai đứa không có show luôn. Tụi em giỡn đó. Tụi em giỡn thôi. Đó là một ít tiền thôi. Đúng rồi. Một tiền phẩm nhưng mà cũng có sự chịu thiệt ở đâu đó. Kịch. Hồi sáng thề luôn. Thầy đám cưới mời. Anh là bơi anh hát đám cưới bao nhiêu? Thôi đó ơi. Rồi. Là đám cưới mà hát hay ra dễ hả? Mà hát sao được đâu. Đúng rồi, giờ tự nhiên cái nhìn ông bà và vợ, ông bà và chồng cái sao hay ra dễ quá. Thì kỳ đúng không? Dâu này đâu, sao ra dễ quá như chữ ta. Đó. Nhưng mà ra phần 2 là hát được nha. Hay là gì? Cứu tôi. Cứu tôi hát ở đâu? Là mình... dâu chú rể bị ép cưới. Ép cưới đúng không? Hát cưới. Thôi sợ quá. Sợ quá. Thôi. Trời, nói vô là xui. Con này nói vô là xui. Mọi người.